Bà con giáp may mắn trong 5 ngày tới, cuộc sống thăng hoa khó ai sánh bằng. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu: đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả, dưới trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình, nhưng ngày mai có thể nhận được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh của con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì thấy sẽ có 3 con giáp trong 5 ngày tới đây được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh, gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở ban cho vận may bất ngờ mà còn được cả thiên địa nhân mà phất lên như diều gặp gió. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được các con giáp là con giáp nào và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không, và có những vận may nào đến với các con giáp trong thời điểm 5 ngày sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc. Trong cuộc sống có rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Họ không phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, họ đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn trong 5 ngày tới. Mệnh chủ tuổi Mão sẽ gặt hái được khá nhiều điều như ý muốn. Cốt là bản mệnh luôn suy nghĩ tích cực, sẵn sàng nhận trách nhiệm khó khăn. Trước hết, vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này khá êm đềm, yên ổn khi cả hai cảm thấy tin tưởng và thấu hiểu cho nhau. Nhờ vậy mà bản mệnh có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những khía cạnh khác của cuộc sống. Ngoài ra, trong công việc, là một người sáng tạo, khi được làm công việc mình yêu thích, mệnh chủ tuổi Mão sẽ tìm thấy niềm vui và tận hưởng những giây phút vui vẻ với đồng nghiệp, bạn bè và được các ý tưởng thú vị. Nhờ thế làm bản mệnh cảm thấy hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình trong 5 ngày sắp tới. Trên phương diện tiền bạc, các thần xuất hiện cũng giúp bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh, giúp túi tiền trở nên sung sình. Tiền bạc bản mệnh vẫn cần đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc bản mệnh có chút sơ hở lợi dụng. Tử vi còn thấy rằng thái âm cát tinh đặc biệt tốt cho nữ mệnh tuổi Ất Mão. Cát tinh sẽ phù trợ công việc, nhân duyên của bản mệnh được suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh có thể tin tưởng vào những việc làm và quyết định của mình trong thời gian này. Để mọi việc được phát triển một cách thuận lợi, hanh thông, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, mùi, năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ xấu luôn ghen ghét
luôn rình rập xung quanh. Vòng cửa giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp được tuổi Mão gia tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thìn. So với người khác, mệnh chủ tuổi Thìn là người rất nhạy cảm. Nhờ có sự nhạy cảm đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc, ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Do đó mà không ít lần họ làm cho người khác ngạc nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình. Chính vì điều này mà tuổi Thìn được xem là nhân tài và họ cũng đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, tuổi Thìn là người khá chân thật, yêu ghét rõ ràng, nghĩ gì nói đó, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt, do đó mà khá dễ hiểu. Họ cũng là người thích những cách thể hiện dễ hiểu, thẳng thừng, đầy phiền hà khi có sự vòng vo, đôi khi ám chỉ, đôi khi họ bị ghét cũng vì chính điều này. Tử vi 5 ngày sắp tới có cho thấy rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp với mệnh chủ tuổi Thìn nếu mệnh chủ chú ý đến cách hành xử và cảm xúc của người khác. Chuyện tình cảm thời gian này, bản mệnh nếu muốn khiến cho người ấy vui lòng và được hạnh phúc, bản mệnh hãy thể hiện sự tôn trọng người bạn yêu bằng cách thực hiện những lời hứa của mình. Chắc chắn, những hành động thực tế của tuổi Thìn sẽ giúp cho tình cảm của đôi bên được hâm nóng một cách nhanh chóng. Ngoài ra, trong công việc, bản mệnh hãy hiện thực hóa đam mê của mình, đừng chỉ để chúng ở trên bản kế hoạch. Dường như thời điểm này có điều gì đó thôi thúc khiến bản mệnh muốn vượt ra khỏi những giới hạn, và nhờ thế bản mệnh có thể xây dựng kết nối đáng ngạc nhiên, giúp mở rộng tầm nhìn, vượt ra khỏi những gì mà người khác có thể nhìn thấy. Phương diện tài lộc trong 5 ngày tới cũng có nhiều thử thách xảy đến với bản mệnh, nhưng nhờ có năng lượng dồi dào và tinh thần tích cực nên bản mệnh luôn có thể tiếp tục chiến đấu. Thành tích mà mệnh chủ tuổi Thìn gặt hái được chắc chắn sẽ không phụ công. Đồng thời, mệnh chủ tuổi Thìn trong thời gian này còn có thể tham gia vào những chuyến đi, những trải nghiệm thú vị mang lại những điều bổ ích cho công việc của mình. Đặc biệt, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc, may mắn, đặc biệt là ở pháp khí, còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân có đầu óc khá lanh lợi, khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ là trong học tập mà còn biết cách ứng xử giải quyết mọi vấn đề trong thực tế dù có xảy ra rắc rối gì. Sự nhanh nhạy, sắc bén còn có thể nhìn thấy ở cách mà họ nói chuyện, sinh động với tính kích thích. Với tính cách này, trong công việc họ có thể vận hành kế hoạch của mình một cách khéo léo và tốc độ với hiệu suất cao. Họ cũng rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề nên tại nơi làm việc họ mới là người có năng lực và khả năng chiến đấu. Họ còn là người khá đặc biệt, trong đó nhiều người trong số họ là người thu hút sự hấp dẫn của người khác, tràn đầy tích cực, năng lượng, do đó trong một nhóm, tổ chức họ là người khá nổi bật. Họ là người có tư tưởng khá phóng khoáng, mềm dẻo, lúc nào cũng thích những điều bất thường, làm điều mà người khác không làm và có nhiều ý tưởng sáng tạo, đôi khi là hơn DJ. Làm điều mà người khác không làm và có nhiều ý tưởng sáng tạo, đôi khi là hơi dị. Tử vi 2021 cho thấy, trong 5 ngày tới, mệnh chủ tuổi Thân hiểu được rằng tình yêu đích thực sẽ khiến cho người ta giao tiếp với nhau nhiều hơn, nhượng bộ nhau nhiều hơn, biết nhau nhiều hơn để cùng giải quyết các vấn đề. Nhờ điều đó mà bản mệnh thay đổi cách ứng xử của mình với người ấy, quan tâm đến người ấy nhiều hơn, kết quả là mọi vấn đề được tháo gỡ nhanh chóng. Ngoài ra, trong sự nghiệp của những mệnh chủ đang học hành, nghiên cứu có thể đạt được kết quả tốt trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tránh sự bốc đồng,
đưa ra những lựa chọn sai lầm duy nhất. Còn với những mệnh chủ đã có công ăn việc làm ổn định, mọi việc tiến triển suôn sẻ nên bản mệnh không cần phải suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều. Phương diện tài lộc trong thời gian này cũng tiến triển khá suôn sẻ với chính sự giúp đỡ, giúp sức của chính tài. Nếu có chút trở ngại cũng không hề đáng lo, bản mệnh cứ an tâm, rồi sức khỏe sẽ được ghi nhận. Tử vi còn cho thấy rằng trong 5 ngày sắp tới sẽ có dấu hiệu được cải thiện, mệnh chủ tuổi Thân cảm thấy sung sức hơn để thực hiện những mục tiêu khó khăn đã đề ra từ trước. Hơn nữa, sự tỉnh táo sẽ mang lại cho bản mệnh sức mạnh vô hình để có thể tự tin đưa ra các quyết định quan trọng, đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Thân. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.